con vịt như này quay khoảng bao lâu là được thì được hả chị? 30 phút ạ. Bình thường là cứ 30 phút là được. Mỗi ngày ở đây chị bán được nhiều không? Vâng. Em ở dưới này mà. Em gần đây mà. Chị chặt cho em luôn đi. Cái gia vị này là gồm có gì nhiều hả chị? Có nhiều thứ lắm. Nhiều thứ lắm hả? À. Mắc mật là chủ yếu không? Ừ, mắc mật là tươi, lá, tươi với lại quả khô.